Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Nhật Bản là thành viên của ba hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương, gồm Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản VGFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản AGCEP và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Những hiệp định này đã tạo rất nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương giữa hai quốc gia. Đặc biệt, tham gia CPTPP giúp Việt Nam và Nhật Bản có thêm nhiều triển vọng hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đối với các sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp là thế mạnh của Nhật Bản và từ đó cùng tham gia vào chuỗi cung ứng của khu vực và thế giới. Theo Bộ Công Thương, CPTPP là hiệp định bao trọn một khu vực thị trường khoảng 490 triệu người, chiếm 13% GDP toàn cầu, với thu nhập bình quân đầu người trên 19.000 đô la Mỹ. CPTPP thúc đẩy hội nhập thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng cách giảm rào cản đối với hàng hóa và dịch vụ thương mại, bảo vệ đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ, thiết lập các quy tắc mới cho thương mại điện tử và thúc đẩy cạnh tranh công bằng. CPTPP cũng là hiệp định thương mại quan trọng nhất trong hơn hai thập kỷ qua, chứa đựng những cam kết sâu rộng hơn về các hiệp định thương mại tự do khác, với các cam kết phù hợp nhất với các nhu cầu của doanh nghiệp lớn và nhỏ. Với cái hiệp định CPTPP mà chúng ta bắt đầu thực hiện từ năm ngoái 2019 và đến hiệp định EVFTA thì có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái điều kiện và cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những cái yêu cầu mới mà có thể nói là gắn từ cái câu chuyện về cải cách cho lẫn đến cả cái hoàn thiện về pháp luật thể chế, lẫn đến cả cái cơ hội để tiếp cận thị trường, khai thác thị trường nó rất là rộng và cũng rất là sâu. Và vì vậy thì rất cần là những cái tổ chức đồng hành cùng với các cơ quan quản lý nhà nước để tạo ra cái sự kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, để những cái chương trình hành động của chính phủ, trong đó có vai trò của Bộ Công Thương, sẽ phải tiếp cận và kết nối chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp và hướng vào với những cái yêu cầu và cũng như cái năng lực và khả năng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Về phía Nhật Bản, CPTPP sẽ cho phép các doanh nghiệp nước này được quyền tham gia vào thị trường mua sắm chính phủ đang phát triển rất nhanh của Việt Nam, vốn đóng cửa với các doanh nghiệp nước ngoài từ trước đến nay. Đồng thời, các ngành dịch vụ vốn là thế mạnh của Nhật Bản như ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng, logistics, kế toán, thiết kế đồ họa cũng sẽ có cơ hội xâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam. Có nhiều lợi thế sau khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương, đặc biệt là các hiệp định tự do thế hệ mới như CPTPP, như việc tuân thủ các điều lệ quốc tế ngày một tốt hơn, tốc độ phát triển xuất khẩu hai chiều giữa Việt Nam, Nhật Bản ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, dệt may, da giày. Các sản phẩm của doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam được xuất khẩu hơn 65% về Nhật Bản và hơn 15% sang các nước ASEAN. Đây là các lợi thế Việt Nam và Nhật Bản có được qua các cái hiệp định thương mại tự do. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến tháng 7 năm 2020, Nhật Bản đứng thứ hai với 60,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông. Các lĩnh vực đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam chủ yếu trong công nghiệp chế biến, chế tạo, bán lẻ, bất động sản. Nhật Bản đã và đang là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, đã có nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đầu tư hàng loạt dự án nhà máy quy mô lớn như Toyota, Honda, Panasonic, Canon, Fuji Xerox, Sumitomo. Theo kết quả từ cuộc thăm dò của công ty NNA Nhật Bản, Việt Nam đã được các doanh nghiệp Nhật bình chọn là địa điểm đầu tư hứa hẹn nhất trong năm 2020 ở châu Á, vượt qua cả Ấn Độ và các quốc gia khác tại Đông Nam Á. Chính phủ Việt Nam đã rất thành công trong kiểm soát dịch COVID-19 và điều này đã không làm gián đoạn sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng được đánh giá là nước có chi phí nhân công, chi phí sản xuất thấp cũng như có chuỗi cung ứng tốt. Bên cạnh đó, Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng, có vị trí địa lý thuận lợi và chính phủ rất quan tâm đến các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy có nhiều lợi thế nhưng Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như ngành công nghiệp hỗ trợ và nguồn nhân lực còn chưa đáp ứng được yêu cầu cao của các doanh nghiệp Nhật Bản. Hy vọng thời gian tới Việt Nam có thể khắc phục được những điều này. Đối với cả cái hiệp định CPTPP thì ngay sau khi mà Việt Nam hiệp định này có hiệu lực từ cuối năm 2018 đó, thì
cái xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã với lại Nhật Bản đã tăng ở một cái mức đáng kể. Đấy, cụ thể là năm 2000 kim ngạch xuất nhập khẩu của năm 2019 đấy, thì đã tăng so với cả cái mức của năm 2018 là cỡ khoảng độ gần 6%. Cái đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam là tăng rất là lớn. Điều này cho thấy rằng là cái kỳ vọng hay là cái tâm lý rất là tích cực, lạc quan nhờ là CPTPP của các nhà đầu tư, và các nhà đầu tư này mong muốn rằng là khi mà đầu tư vào Việt Nam họ có thể là hưởng lợi những cái ưu đãi của CPTPP với Việt Nam và với 9 nước còn lại trong cái khu vực thị trường này. Cái hiệp định này cũng đã góp phần là mang lại những cái lợi ích về xuất nhập khẩu. Bởi vì là về cơ bản thì là những cái mặt hàng mà được giảm thuế trong cái hiệp định này thì cũng giống như là cái hiệp định song phương, hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tuy nhiên thì cái hiệu ứng mang lại là gì? Đó là sẽ giúp là Việt Nam kết nối được với lại các nước ASEAN khác để xuất khẩu trở lại vào Nhật Bản và xuất khẩu vào phần còn lại của thế giới. Để tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại kinh tế giữa hai nước, lãnh đạo chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh thành công và đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư tại Việt Nam cũng như hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai dự án Đại học Việt-Nhật, phối hợp thúc đẩy thương mại, đầu tư tại khu vực, trong đó có triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã và đang củng cố vai trò của Việt Nam như cứ điểm sản xuất xuất khẩu, hướng đến thị trường toàn cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ nhận được các lợi ích tương tự khi xâm nhập vào thị trường Nhật Bản. Hiệp định CPTPP cũng đặt ra các cam kết bảo hộ mạnh nhất từ trước tới nay về quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ đầu tư, trong đó có quyền rút vốn, chuyển tiền, bồi thường công bằng khi bị quốc hữu hóa tài sản và trợ giúp pháp lý. Những điểm này cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường xuất khẩu công nghệ sang Việt Nam. Hiệp định CPTPP được dự báo sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng chảy thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Theo các nhà phân tích, lợi ích mà CPTPP mang lại rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở việc cắt giảm các dòng thuế, mà còn tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, cũng như làm giảm các thủ tục về thương mại và đầu tư.